Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Đây là một đôi chân loa Array có thông số kỹ thuật là cao 4,5m các bác nhé, và chịu tải 150kg. Tiếp diện của nó là khi mà đặt hết cái bốn chân xuống ấy, thì mình tính là khoảng 2m các bác nhé, là 2m cái tiếp diện ở chân đế của nó. Và nó có cái tời bằng tay như thế này. Thì cái bộ này nó sẽ có là cái chữ L để treo loa. Một là các bác lấy L cho loa, hai là chữ T để các bác treo đèn. Thì cái này là tùy các bác, hoặc các bác mua cả hai đều được các bác nhé. Giá là 12.800.000 trên một đôi như thế này. Thì thân vỏ của nó là nặng 45 cân nhá, chịu tải 150 cân trên một chiếc này. Đó, cao 4,5m. Thì để các bác đi làm các cái loa Line Array hay là loa hỏa tiễn để treo lên, để đi làm những cái show vừa là rất là ok các bác nhá. Thì bên em còn cái loại 250 cân nữa, các bác quan tâm thì bên em cũng đều có cả cái dòng đấy nhá các bác nhá. Thì cái dòng này là dòng phổ thông của bên em, bán rất là nhiều ở thị trường Việt Nam mình. Đấy. À, thì anh khách anh lấy chữ L thì mình đang cắm thử cái chữ L vào test trước khi mà gửi cho anh ấy. Còn cái chữ T đây, cái chữ T mà để cọc vào đây thì nó là cái T này các bác nhá. Để mình bắt nhôm. Đấy. Mình chọc vào thì nó chỉ thay rút cái L ra và cắm cái chữ T này vào thôi là sử dụng thôi. Nếu các bác mà có nhu cầu dùng cả hai cái để đi làm để cho linh động thì các bác mua thêm một đôi này nữa nhá. Một đôi này nữa là ok. Còn là nếu mà mua nguyên một đôi chân này, một là chữ L thì cũng 12.800.000, mà chữ T thì cũng 12.800.000. Còn mua thêm cái phụ kiện này là hai củ các bác nhá, một đôi này là hai củ. Đó. Thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024. Thì bên em buổi chiều bên em đang chuẩn bị đồ hàng của một ngày. Thì bên em buổi chiều thì thường bên em sẽ đóng hàng để gửi đi cho khách, thì đang test và kiểm tra để trước khi gửi. Tiện quay lại cho các bác một cái video. Bác nào quan tâm đến các cái dòng sản phẩm giá treo loa, giá treo đèn thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng Hoàng Long bên em nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau nhá. Bye bye các bác.